thiếu một cái nút hoặc là mày gãy nha. Cái này là hẹn giờ 1 giờ 2 giờ tới 4 giờ em không cần thiết, mình dặn số 0 không cần hẹn giờ. Con nút này là nút dạng phun mạnh phun yếu. Con này theo em biết là con phun sương ha. Nào có thấy không nè, nè. Hello, xin chào cả nhà em quá Cần Thơ, Nguyễn Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, chuyên gia bắt đầu vô dụng nội địa Nhật ha. Em gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả các quý khách cô chú anh chị em đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Hôm nay em xin phép giới thiệu con em máy, cái này em nghĩ là phun sương á. Mình bỏ cái gì vô nó phun lên nè, hay ha. Mà mình bắt lên có khoảng 1-2 phút, 1 phút nó mới, 1 phút, phút rưỡi 2 phút gì nó mới bắt đầu phun nha các khách, chứ không bưa vô là phun phèo phèo liền nha. Để em nói trước đi, khách nói ở đưa vô mà sao không thấy nó chạy gì trơn, đợi ít phút, 1 phút, 2 phút nữa. Đó, con này quá êm luôn, cái bình nước thì khổng lồ luôn, em không biết là bao nhiêu lít nước nữa mà nó bự chứ lắm bự luôn. Nó có cái màn lọc nha, nước thì nước sạch. Quý khách thấy không, nước màu trắng nhưng mà đưa vô nó lọc nó thành nước màu đỏ, màu cam mà gì đó. Hôm quay cho quý khách coi. Hay lắm, công nghệ vậy nè ha, nè nó có hai hướng nè. Nè, hướng nhỏ, hướng bự nè, thấy không? Đó. Em tháo ra luôn nè. Cái này mà tháo được ha. Đó. Mờ mờ ảo ảo không quý khách. Tuyệt vời như ông mặt trời luôn. Quá đẹp lung linh luôn quý khách ơi. Ha, rồi, con này thì điện 100V nha. Đó, nè, giờ em để hai hướng nè, con khách thấy nó phà hai hướng nè, hình chữ V luôn nè, đó thấy không? Cái nút này mình chỉnh được. Hướng nào thì mình chỉnh theo hướng đó nha. Rồi em giảm lên nè. Thấy không, con khách thấy hiệu quả liền không? Giảm nó thấy hiệu quả liền ha. Con này điện 100V ha. Quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu mua dùng xài biếu tặng thì liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok, qua số điện thoại 0939 396 480 ha. Rồi một lần nữa cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã ủng hộ trong thời gian qua. Em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt. Quý khách thấy hay không? Nước ở trên thì trắng, xuống đây nó lọc nè, cái cục này là cục lọc của nó nè. Nó lọc cái nước này rồi nó mới bắn nó đi lên nè. Hay lắm, hay nha. Rồi quý khách ủng hộ em ha. Con này 500.000 giá công khai ha, chưa bao gồm phí ship. Rồi em cảm ơn quý khách ủng hộ em.